Quật mộ trùng ma, bí ẩn rùng mình về một trong những ngôi mộ đáng sợ nhất thế giới. Xin chào các bạn khán giả của D2T. Những câu chuyện xoay quanh về thế giới siêu nhiên luôn dẫn dắt người xem từ tò mò tới căng thẳng và hồi hộp. Ex Huma, Quật mộ trùng ma là bộ phim thuộc thể loại kinh dị tâm linh của điện ảnh Hàn, nhờ câu chuyện kịch tính về những lời nguyền xoay quanh một ngôi mộ cổ. Bộ phim đã tạo ra cơn sốt doanh thu ở Hàn lẫn Việt Nam, thu về 60 tỷ đồng từ ngày 15 tháng 3 chỉ riêng ở Việt Nam, và là bộ phim Hàn ăn khách nhất từ đầu năm đến nay với doanh thu lên đến 62 triệu USD. Có lẽ rằng cho đến tận ngày nay, những bộ phim kinh dị hay những chủ đề tâm linh vẫn luôn là đề tài thú vị và nhận được phần lớn sự quan tâm cũng như ủng hộ từ phía khán giả. Chẳng cần nhìn đâu xa, không chỉ xuất hiện trong những bộ phim mà trên thế giới hiện nay vẫn còn tồn tại hàng loạt những câu chuyện kỳ bí về các hầm mộ kỳ lạ đầy ma quái. Những nơi u ám lưu giữ hàng chục ngàn bộ xương người, kèm theo đó là vô số những bí mật đen tối. Không để các bạn phải tò mò lâu hơn nữa, ngay bây giờ hãy cùng D2T khám phá những bí ẩn đó trong video ngày hôm nay nhé! Giữa vùng đất tỷ dân, cùng với một nền văn minh lâu đời, Trung Quốc là một trong những quốc gia tồn tại vô vàn những bí ẩn rùng rợn không lời giải đáp. Một ngôi mộ cổ lớn nhất tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã chôn vùi đến 80 thi thể, từng gây chấn động trong giới khảo cổ học. Câu hỏi đặt ra rằng, liệu có thảm kịch nào đã xảy ra tại nơi đây? Và bí mật gì đã được chôn giấu dưới hầm mộ cổ nghìn năm đó? Được biết rằng, trong khi đào móng thi công xây dựng một tòa nhà, công nhân xây dựng đã bất ngờ phát hiện một tấm bia đá có khắc nhiều ký tự cổ khó hiểu và nhận thấy dấu tích của một lăng mộ dưới lòng đất. Ngay sau đó, đơn vị thi công nhanh chóng báo tin tình hình với ban bảo vệ di tích văn hóa địa phương và các chuyên gia khảo cổ lập tức vào cuộc điều tra và phát hiện một ngôi mộ cổ dưới khu vực xây dựng. Theo ước tính, ngôi mộ này đã có từ rất lâu, cụ thể là từ thời Ngũ Đại, những năm 907-960. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là trong suốt quá trình khai quật, các nhà khảo cổ lại tiếp tục tìm thấy rất nhiều những hố sâu như có dấu hiệu bị xâm nhập. Thế nên, cuộc khai quật lại tiếp tục được tiến hành cho đến phần cuối của ngôi mộ với hy vọng sẽ tìm kiếm được điều bất ngờ gì đó. Đáng kinh ngạc thay, một vách đá sâu khoảng 7 mét xuất hiện ở điểm cuối ngôi mộ, nơi được cho là điểm đặt quan tài. Và nếu như chỉ cần xảy ra một sơ suất nhỏ, ngay lập tức bạn có thể bị rơi vào chiếc hố tử thần này bất cứ lúc nào. Nghe đáng sợ lắm đúng không nào? Đó cũng chính là một trong số những lý do mà nơi này được mệnh danh là ngôi mộ cổ giết người bằng những cạm bẫy hố cát. Nói một cách dễ hiểu hơn thì sau khi vào lăng, cát sẽ được chảy theo các lỗ hõm và làm tắc chúng, gây nên hiện tượng thiếu oxy bên trong lăng mộ. Và cuối cùng, ngạt thở chính là nguyên nhân dẫn đến những cái chết đáng thương cho số phận những kẻ trộm mộ. Tuy nhiên, cho đến nay, chủ nhân của lăng mộ vẫn chưa được xác nhận. Các chuyên gia cũng đã tìm được hàng trăm di vật văn hóa quý hiếm ở nơi này. Từ lâu, trong văn hóa truyền thống của người Trung Quốc, việc quan trọng nhất trong một tang lễ là lựa chọn đồ cúng cho đám tang và xây dựng lăng mộ. Nếu người đã khuất là quý tộc, thuộc lớp giàu có hoặc người của hoàng gia, họ có thể được xây dựng cả một lăng mộ nguy nga và đồ sộ, bởi người Trung Quốc xưa quan niệm rằng trần sao âm vậy. Vì vậy, cuộc sống của người đã khuất ở thế giới bên kia cũng phải sung túc, giàu có như khi họ còn sống. Thế nên nhiều người thậm chí còn đem theo cả vàng bạc châu báu, xe ngựa, người hầu chôn cùng mình dưới lăng mộ. Từ đó sinh ra tục tuẫn táng vô cùng kinh hoàng và đáng sợ. Bảo sao nhiều kẻ nảy sinh lòng tham và liều mình đi vào trong bất chấp nguy hiểm rình rập, thậm chí là phải đánh đổi tính mạng để khai quật những lăng mộ cổ, được đồn đoán là chôn cất nhiều tài sản quý giá. Giàu sang chưa thấy đâu, nhưng có khi đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Mỗi lăng mộ được khai quật là những câu chuyện với hàng trăm thách thức khó lý giải, vô vàn những bí ẩn có thể chưa được giải đáp, nhưng có lẽ đây mới chính là sức hấp dẫn cho giới khảo cổ học và những nhà làm phim. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích chủ đề này thì hãy đừng quên like và bấm chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ nhà D2T nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!